và tất cả các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong không khí của những ngày nghỉ lễ. Hôm nay là ngày 28 và chỉ còn ít ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ đến với kỷ niệm 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Nhân dịp những ngày lễ lớn của đất nước thì chúng tôi, những người làm chương trình, muốn gửi tới quý vị và các bạn những lời chúc tốt đẹp. Đó chính là chúc quý vị có những ngày nghỉ lễ thực sự ấn tượng, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hôm nay chúng ta sẽ có một chương trình đặc biệt và tôi tuyên bố ngay từ đầu chương trình, chúng ta bỏ qua phần 1. Phần 1 là phần loại trực tiếp. Bạn thấy thế nào? Bạn vui chứ? Dạ vui ạ. Nếu như có phần 1 thì bạn nghĩ rằng ai sẽ là người bị loại? Cũng chưa biết được ạ. Không, thì tôi đang hỏi bạn nghĩ là... Nghĩ là chắc chắn là em không loại, còn là em không biết ạ. Không quan tâm đến những đối tượng khác. Vâng, đúng rồi. Thế còn bạn Tâm? Em nghĩ là... bỏ qua phần 1 là em bớt run hơn nhiều đấy ạ. Tôi phải chỉ hỏi hai bạn thôi. Bởi vì Hương ạ, dạ, có một mình em là nữ, em lại ở vị trí trung tâm mà lại rất xinh đẹp, chả có lý do gì mà dù em không trả lời được thì anh cũng tìm mọi cách để cứu em ở lại với chương trình. Nếu không chỉ có ba gã này thì còn gì là đặc biệt nữa. Thì mất vui ạ. Mất vui luôn. Một tràng vỗ tay để chúng ta bước vào vòng 2 ngay từ bây giờ. Một tràng vỗ tay lớn nữa lên ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để bắt đầu đuổi hình bắt chữ. Chương trình đuổi hình bắt chữ do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng, đặc biệt xin chân thành cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGA cũng đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Thưa quý vị, bạn Hương, bạn Thành Tâm và bạn Văn Dệ. Tôi phải nói thật là lúc đầu tôi tưởng là bạn phát âm nhầm cơ. Nhưng mà tên là Dệ thật ạ. Vâng ạ. Bạn có biết lịch sử, cái nguồn gốc với tên của bạn không? Theo mình được tìm hiểu là ngày xưa ông cha ta đặt tên khó ấy, thì là dễ nuôi ạ. Và cái nghĩa của tên Dệ đó là nó là từ địa phương, nó là như từ dễ ở ngoài này ạ. À, Dệ thương. Vâng ạ. Bạn lại quê ở thành phố Huế. Ở đâu ở thành phố Huế ạ? Ở thôn Vĩ Dạ. Ở thôn Vĩ Dạ luôn. Vâng. Hay quá nhỉ. Có một bài thơ liên quan đến thôn Vĩ Dạ rất hay, bạn có thể đọc được không? Mà phải đúng giọng Huế. Vâng ạ. Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng câu nắng mới lên. Vườn ai mượt quá xanh như ngọc. Lá trúc che ngang mặt chữ điền. Gió theo lối gió mây đường mây. Dòng nước buồn thiêu hoa bắp lay, thuyền ai đầu bến sông trăng đỏ, có chờ trăng về kịp tối nay. Tôi thích người Huế, tôi thích phong cảnh ở Huế, vâng. Tôi thích cái nhịp sống ở Huế. Dạ. Không biết bạn Hương đã đi Huế nhiều lần chưa, nhưng mà Huế đúng là dễ thương vô cùng. Dạ. Thưa anh, là em cũng đã có cơ hội được đến Huế một lần rồi, và thực sự là em cũng rất ấn tượng. Nó có một cái gì đấy nó rất là yên bình, dễ chịu. Con gái Huế thì rất xinh, vâng. Xinh hơn cả gái Hà Nội, theo vâng. Em là thế. Vâng. Bạn là ở đâu ạ? Dạ, em quê gốc ở Hải Dương ạ. À, Hải Dương. Có xinh hơn con gái ở Hải Dương không? Ngang ngang ạ. Đúng rồi, ngang ngang là tuyệt vời. Còn bạn Thành Tâm. Vâng. Bạn là trưởng nhóm nhạc. Dạ vâng. Em tại sao lại đặt tên nhóm là Final? Tên nhóm Final thì thực ra là rất là nhiều người cũng thắc mắc là tại sao lại đặt tên nhóm là Final, nhưng mà Final ở đây nhiều người hiểu theo nghĩa là kết thúc ạ. Nhưng mà thực sự nghĩa của nó là đích đến và sau cùng. Và em sẽ đạt được một cái đích đến thật là vững chắc trong tim của khán giả. Thực ra nói nhiều về một vấn đề gì đó mà nếu như chúng ta không được xem, không được nhìn, được thấy thì nó sẽ khó tưởng tượng. Tôi rất muốn mời bạn cùng với ba thành viên còn lại ở trên sân khấu của đội hình bắt chữ trong một chương trình đặc biệt này, các bạn thể hiện một ca khúc để cho quý vị khán giả cùng xem. Có được không ạ? Trong một dịp đặc biệt như này thì bọn em muốn gửi tới một ca khúc Những Trái Tim Việt Nam để kỷ niệm ngày đặc biệt hôm nay 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 ạ. Vâng ạ. Xin mời, chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay. Sông đang rục rã trong tim ta, sóng cũng đang dâng trào, thấy trong ta tự hào
đoàn kết cho ta sức mạnh băng qua bao giờ. Việt Nam ơi đứng lên, Việt Nam mãi vững bền, bốn phương trời mình cùng giang tay gìn giữ núi sông. Việt Nam tôi đứng lên và thắp sáng niềm tin chiến thắng, không thể nào ngăn tôi yêu quê hương Việt Nam. Hừng hực nghe tiếng quê hương vẫy quốc đang kêu tên mình, tiếng núi sông đang rục rã trong tim ta, sóng cũng đang dâng trào, thấy trong ta tự hào, đoàn kết cho ta sức mạnh băng qua bao giờ. Việt Nam ơi đứng lên, Việt Nam mãi vững bền, bốn phương trời mình cùng giang tay gìn giữ núi sông. Việt Nam tôi đứng lên và thắp sáng niềm tin chiến thắng, không thể nào ngăn tôi yêu quê hương Việt Nam. Việt Nam ơi đứng lên, Việt Nam mãi phương trời mình cùng giang tay gìn giữ núi sông. Việt Nam tôi đứng lên và thắp sáng niềm tin chiến thắng, không thể nào ngăn tôi yêu quê hương Việt Nam. Việt Nam ơi đứng lên, Việt Nam mãi vững bền, bốn phương trời mình cùng giang tay gìn giữ núi sông. Việt Nam tôi đứng lên và thắp sáng niềm tin chiến thắng, không thể nào ngăn tôi yêu quê hương Việt Nam. Con tim muốn nói tôi yêu Việt Nam. Xin cảm ơn bạn Thành Tâm rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Thưa quý vị, ở phần thi này chúng tôi có 10 miếng ghép. Bạn nào trả lời đúng sẽ có phần thưởng là 300.000 đồng. Các bạn sẵn sàng chưa? Cứ nghĩ thật kỹ. Miếng ghép đầu tiên, đây là gì? Rất khó, ngay từ câu đầu tiên. Mời bạn Dễ. Bóng ba cực ạ. Bóng ba cực chưa chính xác. Mà là mời bạn Tâm. Bóng tam cực ạ. Chưa chính xác, không phải. Không phải bóng. Cái gì nhỉ? 3, 2, 1. Rất khó, càng khó hơn với bạn Hương, bởi vì bạn Hương là nữ. Nữ thì không quan tâm đến những cái này, chứ son phấn vẫn biết ngay. Dạ, em không biết luôn. Cái này là đèn ba cực. Đèn ba cực. Đèn ba cực. Đèn ba cực là một loại đèn điện tử có ba điện cực, đó là cathode, lưới và anô. Cái này là một khái niệm rất mới và rất khó, và tôi phải nói thật là tôi nghiên cứu mãi. Thôi, nào, bỏ qua đi nhá, coi như khởi động nhá. Ôi, mọi người dành một tràng vỗ tay đi, không choáng hết rồi đây này. Miếng ghép thứ hai cực kỳ đơn giản. Đây là gì? Bình tĩnh. Kia, hai từ. Xin mời bạn Thành Tâm. Kem dừa. Chính xác, đó là kem dừa. Mời bạn. 300.000 đồng đã vào tài khoản. Miếng ghép thứ ba. Mời bạn Hương. Tủ kính ạ. Tủ kính, đáp án hoàn toàn đúng. Mời bạn nhận tiền thưởng. Miếng ghép thứ tư. 5 từ. Một câu thành ngữ. Ý nói đang gặp hoàn cảnh khó khăn thì lại có cái để nâng đỡ, để mình bám vào. Đây là chết đuối vớ được cọc. Chết đuối vớ được cọc, hoàn toàn đúng.
chết đuối vớ được cọc. Mời bạn. Miếng ghép thứ 5. Mời bạn Hương. Nhiệt môi ạ. Nhiệt môi. Nhiệt môi là gì? Đơn giản là bị nhiệt môi ạ. À là bị môi nhiệt gì? Môi nhiệt là ăn uống rất là đau. Hôn cũng khó. Đúng không bạn Hương? Đúng đúng rồi, đúng rồi. Nhiệt môi đáp án không đúng. Tiếp tục nào. Còn 10 giây cho hai bạn thôi nhá. Mời bạn Dệ. Môi nhiệt ạ. Môi nhiệt tức là môi mình bị nhiệt đấy. Vâng. Ăn uống rất khó mà hôn cũng khó đấy. Vâng. Đúng không? Môi nhiệt và nhiệt môi. Chưa chính xác. Còn 4 giây cho bạn Thành Tâm. 2 1 Hết giờ. Đáp án của chúng tôi là, thưa quý vị, khẩu độ. Khẩu độ. Miếng ghép thứ 6. Nào, nhiệt tình lên các bạn. Bốn từ. Ví dụ có câu này: quê em là đất ăn chơi, tay khắp nơi tung hoành. Tay bị tay gậy ạ. Tay bị tay gậy, đáp án hoàn toàn đúng. Bạn Hương phải cảm ơn tôi nhé. Tôi... Em cảm ơn anh. Ôi, sao tôi lại có thể gợi ý nó sát thế nhỉ? Sao có thể gợi ý siêu thế nhỉ? Tôi phục tôi quá. Mời bạn. Bạn Dệ ơi, những câu đi cũng dệ mà. Miếng ghép thứ 7. Tên một bộ phim. Mời bạn Thành Tâm. Người chim ạ. Đáp án đúng. Người chim. Người chim là tên một bộ phim của điện ảnh Mỹ, của đạo diễn tôi xin phép được đọc. Alejandro Gonare Inarritu. Đây, tên của đạo diễn. Khả năng của tôi chỉ đọc được thế thôi. Các bạn biết đạo diễn này chưa? Anh đọc em không biết lắm. Đáp án chính xác. Mời bạn. Miếng ghép thứ 8. Ở trong trí tưởng tượng của con người, đặc biệt ở những vùng sông nước, thì người ta cho rằng là ở dưới nước, dưới sông, dưới biển có những cái con vật nó ghê gớm, nó có thể nhấn chìm cả những đoàn tàu và những con tàu lớn. Đó gọi là gì? Hai từ. Xin mời bạn Dệ. Thủy quái ạ. Chính xác. Rất thông minh. Thủy quái. Thủy quái. Mời bạn. Miếng ghép thứ 9. Đây là gì? Gấp giấy ạ. Chưa chính xác. Ý nói cái gì? Cần phải khẩn trương. Gấp. Xin mời bạn Hương. Và cái hành động lấy tờ giấy ra không phải thế này mà là thế này. 5 4 3 2 1. Nói xong thì thấy mông lung hơn. Nào đây nhá. Đã. Thay bằng từ khẩn trương, các bạn có những cái từ gì để thay? Ôi dồi ôi, sếp vừa giao cho nhiệm vụ mình phải thế nào? Gấp rút ạ. Gấp rút. Cảm ơn bạn rất nhiều, đó chính là gấp rút. Hết giờ lâu hết rồi. Rồi. Gấp rút. Miếng ghép thứ 10. Dạ. Mời các bạn. Một việc mà xin mời bạn Hương. Tẩy trang ạ. Tẩy trang hoàn toàn đúng. Đó là tẩy trang. Tôi đang bị gợi ý một việc mà các bạn nữ thường xuyên phải làm trước khi đi ngủ đấy. Dạ. Vâng, tẩy trang. Mời bạn. Chúng ta cùng xem số tiền thưởng mà ba người chơi giành được. Bạn Thành Tâm đang có 600.000 đồng. Chúc mừng bạn. Bạn Văn Dệ đang có 300.000 đồng. Bạn Thanh Hương đang có 1.200.000 đồng. Quay trở lại với ba người chơi. Bạn Văn Dệ hiện nay thì đang làm công ty cổ phần phát triển Thanh Thiếu Niên Việt Nam. Vâng ạ. Công việc chính của bạn là?
Công việc chính của công ty em là đào tạo kỹ năng cho thanh thiếu niên. Vâng. Hình như là bạn cũng tham gia trong rất nhiều các chương trình tình nguyện nữa đúng không? Vâng ạ. Em hiện tại là chủ tịch của cộng đồng tình nguyện Việt Nam ạ. Chủ tịch của cộng đồng tình nguyện Việt Nam. Vâng. Ở đó các bạn làm những việc gì? Chúng em làm các việc hoạt động xã hội. Nào là hiến máu tình nguyện, nào là mùa hè xanh, đông ấm cho em, đúng rồi. Xuân tình nguyện. Tất cả các hoạt động hướng đến người yếu thế và những mặt đời bất hạnh ạ. Vậy thì với những việc bạn làm, bạn có thể nhắn nhủ điều gì với các bạn thanh niên, đặc biệt là trong cái dịp quốc tế lao động này nữa? Thưa với các bạn, chúng ta là những thanh niên tuổi trẻ, chúng ta phải mang sức mình, nhiệt huyết tuổi trẻ của mình để cống hiến một phần nào đấy cho xã hội. Tại vì bởi xã hội đang rất cần tuổi trẻ của chúng ta, ở đâu đó cũng có rất nhiều mạng đời cần chúng ta chung tay giúp sức ạ. Vâng, rất đơn giản thôi và rất cụ thể. Tôi cũng may mắn được tham gia một vài phong trào sinh viên, phong trào thanh niên và tình nguyện. Vâng. Tôi thấy đúng, thứ nhất tuổi trẻ sẽ thành công nếu như có hoài bão lớn. Vâng ạ. Nhưng để đạt được hoài bão đó thì chúng ta phải bắt đầu từ ngay bây giờ. Dạ. Những hành động để tiến gần tới cái đích, cái ước mơ của mình. Bên cạnh đó chúng ta cũng phải biết là chia sẻ tuổi trẻ, sức lực, trí tuệ của mình để phát triển cộng đồng, giúp cho cuộc sống của tất cả chúng ta đều tốt đẹp hơn. Vâng. Tôi tin rằng đó là những công việc rất là ý nghĩa và bạn Dệ cùng với những người bạn của mình đang làm rất là tốt điều đó. Vâng. Xin cảm ơn bạn rất nhiều với những gì bạn đã làm cho cuộc sống này. Vâng ạ, cảm ơn anh ạ. Bên cạnh bạn là bạn là Thanh Hương, một cô gái rất là xinh đẹp. Và bạn ấy được biết đến nhiều hơn trong một bộ phim mà năm qua phải nói là mưa làm gió. Bạn Thanh Hương vừa rồi thì đóng bộ phim Người Phán Xử, trong một gia đình gọi là quyền thế nhất trong bộ phim đó. Rất xinh đẹp. Điểm mà tôi muốn nói với quý vị và tất cả các bạn là Thanh Hương cũng đang là một diễn viên trẻ tích cực trong rất nhiều các chương trình. Đặc biệt với sóng của Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội thì đến với chương trình Xóm Hóm. Ở đó bạn Hương cũng đang bộc lộ cái khả năng, tài năng diễn xuất của mình và được rất nhiều người yêu mến. Xin cảm ơn Thanh Hương với những gì đóng góp cho Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Nói về nghề, nói về tuổi trẻ của mình, bạn có muốn chia sẻ gì không? Dạ, thưa anh và thưa quý vị khán giả, em rất là thích những cái chia sẻ của anh Dệ. Tuổi trẻ là khát khao, là sự cố gắng, nỗ lực và phấn đấu. Em cũng có thể tạm gọi mình là một diễn viên trẻ. Thì em hy vọng rằng là với công việc của mình và với niềm đam mê của mình sẽ mang tuổi trẻ của mình để cống hiến và sẽ nỗ lực để làm được điều đó. Và em hy vọng rằng là cái tuổi trẻ của ba nhân vật đang đứng ở trên này cũng sẽ lan tỏa tới tất cả mọi người ạ. Thưa quý vị, bạn Thành Tâm, bạn Thanh Hương, bạn Văn Dệ, ba người trẻ, ba người đang có mặt trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ của chúng ta. Và ba bạn cũng đã sẵn sàng đến với phần tiếp theo. Việc của chúng ta bây giờ là dành một tràng vỗ tay thật lớn, thưa quý vị. Từ tháng 4 năm 2018, cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của Đuổi Hình Bắt Chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của Đuổi Hình Bắt Chữ giành quyền vào vòng siêu tốc. Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đăng tải hình ảnh cá nhân kèm một clip phần thi siêu tốc của người chơi đó trên fanpage Đuổi Hình Bắt Chữ Hà Nội TV, game show Đuổi Hình Bắt Chữ. 3 tháng một lần, ban tổ chức sẽ thống kê cho người chơi nào có lượt like và share nhiều nhất để trao giải thưởng của quý. Thời gian bắt đầu cuộc thi được tính từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2018. Trị giá giải thưởng theo quý: giải nhất 7 triệu, giải nhì 5 triệu, giải ba 3 triệu, cùng kỷ niệm chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt like và share nhiều nhất năm 2018 với phần thưởng 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Mời các bạn cùng tham gia. Chín miếng ghép nhỏ, một miếng ghép lớn. Miếng ghép lớn với giá trị 3 triệu đồng. Miếng ghép nhỏ là 500 ngàn đồng. Các bạn được quyền trả lời liên tục. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Nào, hướng lên màn hình. Tay để ở chuông. Đây là gì? Bốn từ. Ví sự vô ơn, bội bạc, thoát khỏi nạn là quên ngay người đã cứu giúp mình.
Mời bạn Tâm. Ăn cháo đá bát ạ? Chưa chính xác. Đúng, cùng gần nghĩa với câu thành ngữ đó. Mời bạn Hương. Qua vòng cong đuôi. Gần đúng. Gần đúng. Tiếp tục. Thoát vòng cong đuôi ạ? Không đúng. Nữa đi nào. Mời bạn Dệ. Bỏ vòng cong đuôi ạ? Chưa phải. Khó thật đấy. Khi bạn hết ốm gọi là gì? Khỏi vòng cong đuôi. Chính xác. Đấy. Mời bạn mở chi tiết nào. Nhấn chuông để mở. Bạn có 5 giây. 4, 3, 2, 1. Miếng ghép tiếp theo. Phương tiện đi lại. Nói chung đơn giản. Đây là gì? Hai từ. Câu thủy. Chưa phải. Vâng, xin mời. Mời bạn Hương. Tàu biển ạ? Không. Cái gì đang đi? Mời bạn Dệ. Cầu phà. Cầu phà, chính xác, đó là cầu phà. Mời bạn. Xíu quá. Mở. Bốn, ba. Chưa có câu trả lời ạ? Chưa có câu trả lời. Chúng ta tiếp tục miếng ghép thứ ba. Mời đỏ. Bạn Hương. Chưa đúng. Tìm cách gọi khác của số 100 kìa. Chúc ông bà sống với nhau cái gì dai lão. Mời bạn Dệ. Bí thọ ạ? Không phải bí thọ. Không phải bí thọ. Bí bách ạ? Chính xác, đó là bí bách. Rất thông minh, rất thông minh. Bí bách chỉ dụng lối tắt không lối thoát. Bạn Dệ không phải bí thọ nhá. Bí đấy ở ngoài này không có, không biết Huế có không. Mời Thành Tâm. Mở chi tiết nào. Em chưa có câu trả lời ạ? Chưa có câu trả lời. Miếng ghép thứ tư. Mời Thành Tâm. Thông số. Chưa phải. Xin mời bạn Hương. Cây số ạ? Cây số. Một tràng vỗ tay cho bạn Thanh Hương. Mặc dù đáp án chưa chính xác. Mình tiếp tục. Mời bạn Dệ. Đa số ạ? Đa số, rất chính xác. Xin mời. Mở. Bốn, ba, hai, một. Chưa có câu trả lời ạ. Miếng ghép thứ năm. Rất dễ, hai từ. Mời Thành Tâm. Thông báo ạ. Làm sao mà sai được, đó chính là thông báo. Mời bạn nhận tiền thưởng. Mở. Năm, bốn, ba, hai, một. Miếng ghép thứ sáu. Mời bạn Hương. Cánh sen ạ? Chính xác, đó là cánh sen. Những người chơi hôm nay rất là thông minh và nhanh nhẹn. Nắm bắt ngay được tình hình và trả lời rất chính xác. Mời bạn Hương. Mở nào. Bốn, ba, hai, một. Rất khó. Dạ. Miếng ghép thứ bảy. Cố gắng lên các bạn, cứ tập trung. Lấy tiền thưởng ở đây đã. Gì đây?
vào một nơi nó bị xin mời bạn Hương. Mê cung ạ. Bạn quá thông minh luôn, chúc mừng. Đó chính là mê cung. Chúng tôi còn chưa tìm được lời gợi ý thì bạn đã đưa ra câu trả lời. Dạ. Mời bạn. Quyền trả lời miếng ghép thứ 10 của bạn. Khó. Hai. Một. Em không biết luôn. Miếng ghép thứ 8. Không phải con ngựa. Không phải con lừa. Những người đi đâu mà không chịu về ngay, ghé chỗ nọ ghé chỗ kia. Xin mời bạn Thành Tâm. La cà. Chính xác, đó là la cà. Xin mời. Mở. Rồi quá. Bốn. Ba. Hai. Một. Bây giờ chúng ta sẽ đến với miếng ghép nhỏ cuối cùng. Nhưng trước khi đó tôi sẽ gợi ý miếng ghép thứ 10. À, khó rồi. Được rồi. Nào, bây giờ miếng ghép thứ 9 đã trả lời được thì mới trả lời được miếng ghép thứ 10. Xin mời. Mời bạn Hương. Cân xô đáp án chính xác, đó là cân xô. Mời bạn. Nào, bây giờ cái mà này, 3 triệu đồng. Nào, nhấn chuông để mở đã. Đáp án bạn đưa ra là châu đồng nào ăn cỏ đồng ấy ạ. Tôi quá lấy làm tiếc cho bạn Tâm và bạn Dệ vì bạn Hương chính xác. Chúc mừng bạn, rất thông minh. Bạn cộng thêm cho mình 3 triệu đồng tiền thưởng. Rất nhanh, rất chính xác. Bạn Văn Dệ đang có 1.300.000 đồng. Bạn Thành Tâm đang có 2.100.000 đồng. Bạn Thanh Hương đang có 6.200.000 đồng. Xin chúc mừng. Bạn Dệ thấy bạn Hương chơi thế nào? Quá tuyệt ạ, quá xuất sắc ạ. Quá tuyệt, quá xuất sắc. Còn bạn Tâm? Quá chất ạ. Quá chất. Nào, bạn Dệ, bạn Tâm, hai bạn tả thanh long ghé lại hữu bạch hổ trầu vào, tức là giúp cho bạn Hương phần nào đó, bạn ấy giành được số tiền thưởng lớn như thế này. Mời bạn Dệ và bạn Tâm sẽ nhận tiền thưởng và quà của chương trình. Mời các bạn. Vâng, xin gửi bạn Dệ. Vâng, cảm ơn anh và cảm ơn chương trình. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và tiếp tục những cái công việc ý nghĩa của mình, đặc biệt là vấn đề liên quan đến từ thiện này. Vâng. Vấn đề liên quan đến những hoạt động xã hội vì cộng đồng. Vâng, vâng, vâng. Dạ. Còn đây, gửi bạn Thành Tâm, chúc bạn cùng với nhóm của mình luôn luôn mạnh khỏe và có nhiều bài hát hay để đông đảo mọi người yêu thích. Vâng. Xin cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Xin cảm ơn. 6.200.000 đồng là số tiền thưởng bạn Thanh Hương đang có. Thanh Hương chính là người bước vào vòng 4 của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Từ tháng 4 năm 2018, cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của Đuổi Hình Bắt Chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của Đuổi Hình Bắt Chữ giành quyền vào vòng siêu tốc. Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đăng tải hình ảnh cá nhân kèm một clip phần thi siêu tốc của người chơi đó trên fanpage Đuổi Hình Bắt Chữ Hà Nội TV, game show Đuổi Hình Bắt Chữ. 3 tháng một lần, ban tổ chức sẽ thống kê cho người chơi nào có lượt like và share nhiều nhất để trao giải thưởng của quý. Thời gian bắt đầu cuộc thi được tính từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2018. Trị giá giải thưởng theo quý: giải nhất 7 triệu, giải nhì 5 triệu, giải ba 3 triệu. Cùng kỷ niệm chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ, giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt like và share nhiều nhất năm 2018 với phần thưởng 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Mời các bạn cùng tham gia. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thi thứ tư của chương trình, đó chính là Đuổi Hình Bắt Chữ siêu tốc.
siêu tốc. Bạn Anh Hương ạ. Dạ. Bạn có 60 giây. Bạn muốn chiến thắng một cách tuyệt đối, bạn phải trả lời từ tầng 1 đến tới tầng 5. Dạ. Để tôi nói kỹ hơn. Vâng ạ. Vâng. Nào. 15 hình vẽ được đánh số từ 1 đến 15. Tầng 1 có 5 hình vẽ. Cứ thế lên trên và tầng 5 chỉ có 1 mà thôi. Và bạn phải đi từ tầng 1. Muốn lên tầng 2 bạn phải trả lời một câu ở tầng 1. Chúng ta cùng xem số tiền thưởng ở mỗi tầng sẽ là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu và 30 triệu đồng thưa quý vị. 30 triệu. Ô số 11. Một ô rất quan trọng. Bởi vì ở đây bạn có cơ hội nhận được một món quà đặc biệt và có giá trị. Hôm nay sẽ là giải thưởng cho người chơi ngày hôm nay là bộ trang sức đá ruby đến từ công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, trị giá 20 triệu 300 ngàn đồng. Đá ruby hay còn gọi là hồng ngọc luôn được mệnh danh là đá của sự thịnh vượng. Màu đỏ của ruby là biểu tượng cho tình yêu mãnh liệt và sự may mắn. Bộ trang sức đá ruby đến từ công ty Bảo Tín Mạnh Hải được lên thiết kế đầy ý nghĩa với hình ảnh trái tim đính đá sinh công lấp lánh hướng vào viên đá chủ ở trung tâm để biểu trưng cho tình yêu say đắm. Bảo Tín Mạnh Hải dành tặng phần quà này với lời chúc cho một tình yêu luôn son sắt vẹn tròn. Chúc bạn may mắn giành được phần thưởng này. Thưa quý vị, giải thưởng rất có giá trị. Và bây giờ, một tràng vỗ tay để chúng ta bắt đầu. 60 giây bắt đầu, mời bạn. Câu 1 ạ. Câu 1. Hai từ. Hai từ. Ở trong rối nước ấy luôn có một cái. Cái này là cái gì và nó mọc từ đâu lên? Hai từ. Ở đồng bằng Bắc Bộ các làng quê hầu như đều có. Nhà nổi. Không phải. Nhà. Là cái gì? Làng cái biển. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Làng biển ạ. Không phải. Khó quá có thể bỏ qua. Bỏ qua. Câu khác. Câu bộ. Câu 4 ạ. 4. Xin mời. Anh ấy là một người có gì trong xã hội? Địa vị. Địa vị chính xác, đó chính là địa vị. Mời bạn. Câu 7 ạ. Câu 7. Cơm thừa canh cạn. Chính xác, cơm thừa canh cạn. Xin mời. 11 ạ. Ô số 11. Mời bạn. Đây là gì? Một mưa đá. Ờ. Thật tiếc, bạn rất thông minh, tôi nói thật. Nhưng mà giá như cho bạn khoảng 8 phút thì thế nào cũng đạt vâng giải được. Lúc đầu chắc là em nghĩ lâu quá nên nó bị mất thời gian ạ. Đúng rồi, hơi bị phí. Ô số 11, tôi chưa kịp gợi ý. Thật tiếc, đã hết giờ. Nào chúng ta cùng xem, 60 giây, tổng số tiền thưởng của bạn là 8 triệu 200 ngàn đồng. Xin chúc mừng. Xin mời, bạn sẽ nhận tiền thưởng và quà của chương trình. Xin mời bạn. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và thành công. Dạ, cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ, chương trình do Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ban biên tập các chương trình sân chơi Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội số 5 Huỳnh Thúc Kháng Hà Nội. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng, đặc biệt xin cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGA đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Đuổi hình bắt chữ số tiếp theo. Những người chơi đến với chương trình lần đầu hay đã quay trở lại. Bạn Văn Ngọc này, hình như là chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đúng không? Em với anh gặp nhau ở trên sân khấu này lần thứ hai ạ. Lần trước em về vội quá chưa kịp chào anh. Nào, miếng ghép đầu tiên. Ai sẽ trả lời được nhiều câu hỏi nhất để giành quyền đi tiếp? Bóng gió ạ. Đại bàng trắng ạ. Công báo ạ. Mời quý vị và các bạn đón xem Đuổi Hình Bắt Chữ phát sóng vào 19h50 thứ Bảy ngày 5 tháng 5 năm 2018 trên kênh 1 Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.